Duy Thường gọi Hồ Nam OK để câu like khiến dân tình phẫn nộ. Hiện nay với thời đại công nghệ phát triển và nhu cầu thông tin giải trí của người dân càng cao, người người làm YouTube, có kênh thì làm mục đích giải trí, có kênh cập nhật tin tức đời sống dân sinh xã hội. Tuy nhiên nếu quan tâm sẽ phát hiện nội dung kênh YouTube của Duy Thường luôn khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Từ đoạn clip giả tai nạn giao thông, đi viếng bạn đã khuất đến việc chạy quá tốc độ bị công an xử phạt cũng trở thành chủ đề của kênh YouTube với hàng lượt triệu theo dõi này. Đáng chú ý, gần đây, Duy Thường còn cho ra lò loạt video gọi hồn những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến sự ra đi của Nam OK, khiến dân tình phẫn nộ. Mở đầu video, người phụ nữ đang ngồi giữa nhà được quảng cáo là đã cho Nam OK nhập hồn. Lúc này, Duy Thường và một số người khác liên tục hỏi han vong hồn Nam OK và bà Đồng cũng trả lời lại là muốn mua cho một cái xe máy, xe màu đỏ và thích lấy vợ. Chưa dừng lại, sau một hồi hỏi han, người phụ nữ tiếp tục được cho là được nạn nhân thứ hai nhập hồn vào. Chủ kênh Duy Thường cũng lại tâm sự với bà Đồng và được đòi mua ô tô Mercedes màu đỏ cho nó oách. Suốt đoạn clip dài hàng chục phút, nhóm người hỏi han những nguyện vọng của người quá cố và yêu cầu phù hộ cho mình. Nội dung na ná nhau từ nhập vong, giải bày mong muốn đến khóc lóc khi được hỏi lời trăn trối. Sau đăng tải, những đoạn clip này bị cộng đồng mạng đồng loạt phản ứng cực gay gắt và tuyên bố tẩy chay kênh YouTube này. Nhiều người chỉ trích dữ dội team Duy Thường đang làm chiêu trò từ người đã khuất. Mặt khác, việc tuyên truyền mê tín dị đoan cũng là trái pháp luật. Cách đây không lâu, Duy Thường khiến dân tình xôn xao khi đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc bị cảnh sát giao thông xử phạt vì lỗi chạy quá tốc độ. Nhưng thái độ lời nói của YouTuber này lại gây chú ý hơn bao giờ hết. Cụ thể, sự việc diễn ra khi Duy Thường cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe ô tô Mercedes E300 lưu thông trên đường dân sinh thuộc khu vực Cầu Kép, thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Tuy nhiên, nhóm chạy xe quá tốc độ cho phép. Phát hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Bị công an bắt, ekip đã tiện thể làm luôn clip đăng kênh. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đổ dồn vào thái độ của nhân vật chính. Lúc này, Duy Thường làm việc với lực lượng chức năng. Khi thấy ghi hình, cán bộ công an nhắc nhở. Em có quyền ghi hình giám sát nhưng em phải sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân riêng. Nếu ảnh hưởng đến lực lượng của anh, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Duy Thường trả lời, em quay cá nhân của em làm cái gì là việc của em không biết lực lượng của anh là ai nhưng em có quyền giám sát. Trên đường về, nhóm Duy Thường cũng quay clip cận để nêu cảm nhận sau khi bị xử phạt. Duy Thường bày tỏ, mình chạy sai thì mình bị phạt thôi, các chú cũng vất vả có lòng tốt muốn nhắc nhở mình để lần sau đi đúng. Nhưng mình đi quá mất có mấy km thôi. Thôi thì người dân Việt Nam, Duy Thường là người con Bắc Giang, các chú cũng là người Bắc Giang thì chúng ta yêu thương nhau và chúng ta phải bắt nhau. Sau đó, YouTuber này còn nói nhiều lời, tỏ thái độ cười cợt, không đúng mực. Khi nói về việc bị phạt, nhiều người ngán ngẩm về nội dung rác của kênh YouTube này, đa số còn gay gắt đòi tẩy chay những kênh có nội dung độc hại, đầu độc trẻ em như vậy. Là một YouTuber có tiếng được giới trẻ hâm mộ, nhưng nội dung của kênh Duy Thường đăng tải lại là những clip nhảm, dàn dựng liên quan tới tai nạn giao thông. Loạt chủ đề mê tín dị đoan, ngoại vong trên kênh này cũng xuất hiện khá nhiều. Ngoài ra, nội dung chủ đạo của hai kênh là cuộc sống thường ngày của các thành viên nhóm, những màn troll thử thách vô bổ nhưng có lượt view rất cao, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.